nếu bạn vẫn đang băn khoăn lựa chọn thi IELTS trên giấy hay trên máy tính, hãy cùng Hội đồng Anh, Mục Sở Thị và quyết định loại hình nào phù hợp với mình nha. Thi IELTS trên giấy là hình thức truyền thống kể từ khi bài thi IELTS ra đời vào năm 1989 với những ưu điểm vượt trội như thí sinh có thể gạch và nháp trực tiếp vào đề thi, dễ dàng khoanh tròn, gạch chân, ghi chú trên giấy, tập trung toàn bộ vào nhiệm vụ của bàn tay. Bài thi nghe dùng tai nghe Bluetooth và có 10 phút cuối để chuyển đáp án. Do đó, nếu bạn quen với việc học tập và làm bài kiểm tra theo phương pháp truyền thống, thì hãy tự tin chọn đăng ký thi IELTS trên giấy cùng Hội đồng Anh. Còn nếu bạn yêu thích việc sử dụng các thiết bị công nghệ trong học tập và làm việc, thì đừng ngần ngại chọn ngay hình thức thi IELTS trên máy với hàng loạt ưu điểm như giao diện làm bài tiện lợi và dễ sử dụng, chỉ cần click chuột mà không cần lật trang khi làm bài đọc, thao tác dễ dàng trên máy và không cần đếm từ trong bài viết, thời gian nhận kết quả nhanh chóng chỉ từ 3 đến 5 ngày. Dù lựa chọn loại hình thi nào, bạn cũng sẽ trải nghiệm kỳ thi IELTS chuyên nghiệp thoải mái tại cơ sở thi mới nhất của Hội đồng Anh tại Hà Nội. Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của các giám thị chuyên nghiệp nhưng vô cùng thân thiện, quy trình check-in trước giờ G của bạn sẽ được diễn ra nhanh chóng và thuận tiện nhất. Các giám thị không chỉ là những người giám sát mà sẽ còn là những người đồng hành tin cậy trong suốt ngày thi IELTS của bạn. Tại địa điểm thi mới nhất của Hội đồng Anh, bạn cũng sẽ được gặp gỡ các giám khảo thân thiện và luôn mỉm cười với thí sinh. Với kinh nghiệm chuyên môn dày dặn của họ, bạn có thể yên tâm rằng điểm số của bạn sẽ phản ánh đúng thực lực của mình. Hẹn gặp bạn tại địa điểm thi 188 Cầu Giấy, Hà Nội để cùng chinh phục kỳ thi IELTS với Hội đồng Anh nhé!